Sáng ngày hôm nay chúng ta vừa tham dự nghi thức thánh nghi thức để làm phép trung tâm mục vụ tòa tổng giáo mục tổng giáo phận Hà Nội. Quả thật đấy là cái công trình của sự hiệp hành, biểu lộ rõ nét nhất của sự hiệp hành. Năm ngoái ngày 21 tháng Giêng năm 2021, khi giáo phận phát diệm cử hành nghi thức làm phép trung tâm mục vụ, lúc bây giờ tôi mời Đức Tổng Giám mục Huế, ngài là chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Việt Nam trong nhiệm kỳ đó, ngài đến để chia sẻ lời Chúa và ngài có ca ngợi cái công trình của phát diệm. Ngài dùng một cái từ và ngài nói rằng thế, là cái công trình nhà chung phát diệm là cái công trình há mồm, bởi vì ai nhìn vào cũng phải há mồm ra, bởi vì chiêm ngắm cái sự vĩ đại của nó. Tôi nghe Đức Tổng ca ngợi thì chúng tôi cũng cảm thấy vui thích, trong suốt hơn một năm qua rung đùi bởi vì được gọi là công trình há mồm. Nhưng mà từ ngày hôm thứ hai đến đây thì khi mà chiêm ngắm công trình của tòa tổng giám mục Hà Nội với trung tâm mục vụ nó vĩ đại quá, thì nay tôi xin phép là thôi từ chối cái danh hiệu đấy và xin phép Đức Tổng Huế để tôi cũng tặng lại cho tổng giáo phận Hà Nội. Quả thực trung tâm mục vụ Hà Nội mới đúng thật là công trình há mồm đó, bởi ai đến đấy cũng phải há mồm ra mà chiêm ngắm, mà có khi còn lắc mắt nữa kìa. Bởi vì chúng ta chứng kiến là trong một thời gian có 2 năm 2 tháng mà xây được cái công trình vĩ đại như thế đó. Có nhà nguyện, có phòng hội, có học viện thần học, rồi hơn 200 phòng nghỉ, rồi có phòng hội họp, phòng vi tính, phòng truyền thông, có cả phòng thư giãn, rồi có cả ba cà phê nữa. Quả thật là hiện đại, đúng là với cái tầm mức của thủ đô Hà Nội. Cho nên chúng ta từ nay xin gọi đây là công trình há mồm và lắc mắt. Xin chúc mừng Đức Tổng Giám mục Giuse và toàn thể Tổng Giáo phận.